Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức lễ khai trương Tân Cảng Hiệp Phước sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Với tổng công suất quy đổi tối đa gần 9 triệu tấn một năm, Tân Cảng Hiệp Phước được xây dựng với vai trò giảm tải cho Tân Cảng Sài Gòn và cảng Cát Lái. Kính thưa quý vị, chỉ 5 tháng kể từ ngày đón chiếc tàu đầu tiên cập bến thì cảng Tân Cảng Hiệp Phước đã tiếp tục làm lễ khánh thành giai đoạn 2, chính thức đưa cảng Tân Cảng Hiệp Phước hòa vào mạng lưới cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị có thể thấy thì lượng hàng hóa về cảng tính đến thời điểm này đã tương đối nhiều. Theo đại diện của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thì trong vòng 5 tháng qua, cảng Tân Cảng Hiệp Phước đã đón tổng cộng 92 chuyến hàng tương đương với khoảng 55.000 tiêu hàng hóa về cảng. Và con số này dự kiến sẽ nhanh chóng tăng lên từ 14 đến 15 chuyến hàng một tuần ngay khi giai đoạn 2 đi vào hoạt động. Cụ thể, giai đoạn 2 của Tân Cảng Hiệp Phước được khởi công từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015 với 120 mét cầu tàu, 4,5 hectare hàng bãi và 198 mét bờ kè trên sông Xoài Rạp. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu 50.000 tấn đầy tải và tàu 70.000 tấn hạ tải. Theo thiết kế, Tân Cảng Hiệp Phước có khả năng thông qua lượng hàng hóa có tổng sản lượng quy đổi khoảng 9 triệu tấn một năm. Việc lưu thông qua tuyến Xoài Rạp còn giúp rút ngắn thời gian hơn 1 giờ và giảm 20 km so với tuyến lòng tàu trước đây. Ngoài cái việc phục vụ trực tiếp công tác giải phóng tàu của các hãng tàu, thì cảng Tân Cảng Hiệp Phước còn phục vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi tổ chức tập kết hàng hóa tại đây, đóng hàng xuất khẩu và rút ruột container hàng nhập khẩu. Cái điều này cũng phù hợp với cái việc di rời các cảng trên sông Sài Gòn và đặc biệt là cảng Tân Cảng di rời trong năm ngoái, cũng như là góp phần giảm cái ùn ứ hàng hóa ở khu vực phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta có thể thấy được là cảng Tân Cảng Hiệp Phước hiện nay đã khai thác với công suất rất cao. Tại buổi khai trương Tân Cảng Hiệp Phước, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết đang đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây thêm 5.000 mét cầu tàu, 300 hectare bãi chứa hàng, cảng container và cảng tổng hợp tại khu công nghiệp Hiệp Phước trong quy hoạch dành cho cảng biển cuối cùng của thành phố Hồ Chí Minh trên sông Xoài Rạp.